thường bán rùa chả. Đã hỏi rằng Thụy à, Dương ai anh ở đâu em đưa anh xuống đấy không, anh không biết nhà. Ở chỗ đoạn bờ đằng bờ sông ấy, dịch ra đằng bờ sông một tí này, anh vào đấy một lần rồi mà chưa em điện. Vâng, gần chỗ nhà Tuấn nhưng mà hắn ở đi xuống dưới kia một đoạn. Không, đi xuống dưới cơ chứ anh. Phải. Anh cứ hỏi, anh xuống đây anh cứ. Giật. Hả? Biết. Ui giời. Nó bảo chúng cái hồ lần nào không hỏng, tôi nhất là im không. Tao giật. Đang câu cá. Biết rồi. Biết gì chúng mày cứ biết gì. Bảo nó cứ bình tĩnh. Nó giật một cá. Giật gì? Hả? Được mấy con trôi. Một thằng hô, một thằng giật, giật cái nào mà ấy. Ơ, nhà Dương, nhà Thị, mỗi thằng một con. Ai Dương, ai Trách ấy. Ai tí anh vào thử xem cái motor của em có lấy không. À, đồng này của anh, cái đồng đồng đỏ mà tay bóc này là bọn anh lấy bao nhiêu về, bọn anh bán được bao nhiêu ấy. Đồng đỏ mà không phải hàng đốt đâu, hàng bóc ra ấy. Lên xem cái motor em bắt nhá. Xem như nào bảo em. Cái hai lần. Tối thì định tính được. Mà bố đi cá hay vớt chất hay đi bộ à. Đi chạy này tối mượn xe của Tuấn dốc ra đây. Ba con rồi thấy. Những chỗ mày hết tầm. Thế thì sao hôm qua ăn kỷ niệm 15 ngày cưới thịt cờ gà bánh thì tôi bánh ra là nhà rồi bánh một cái bánh sinh nhật thì ăn hết chua cả vào nồi cơm điện hấp cơ mà chưa lên còn hấp cái bánh sinh nhật hấp lại phải không?